cái hợp đồng mà chúng ta chuẩn bị ký bên resort đó, ông làm cho tôi xong chưa vậy? Rồi mà, trưa nay lúc ở ngân hàng tôi có gửi mail cho ông rồi đấy, kiểm tra lại xem nào. À, thấy rồi. Ê, có cái phần mà đặt cọc tạm ứng ấy, ông sửa giùm tôi nha, từ 30 lên 50%, 900 triệu. Ông bị điên à? Người ta đặt cọc 10 đến 20% thôi, đặt cọc thì 50%. Có gì đâu, bây giờ đang mùa cao điểm mà, họ yêu cầu cao lên tí cho yên tâm á. Chả sợ đâu, tôi thấy cũng tạm ổn thôi. Nhưng mà trong vòng 3 ngày chúng ta làm được thế này là cũng xuất sắc lắm rồi đó. Quá được luôn ý. Dạ sếp ơi, bên trang điểm làm tóc đều đến cả rồi ạ. Sếp xem gọi khách hàng đến đi ạ. Anh ơi, cô dâu đến chưa ạ? Cô dâu á, chắc là đã trên đường qua đó em à. Nè, ngày hôm nay em phải biến cô dâu của anh thật xinh đẹp lung linh nha chứ. Tất nhiên rồi anh. Anh gọi cô dâu đến sớm đi ạ, để còn trang điểm và làm tóc. Hôm nay mình chụp đến 3 concept lận ạ. Sao trễ vậy ta? Quý cô xinh đẹp à, tới đâu rồi hả? Mọi thứ sẵn sàng rồi đây, tới nhanh đi nha. Khang ơi, anh ấy bỏ tôi rồi. Chị nói sao? Anh ấy bỏ tôi rồi. Sao đấy? Chú rể không về nước nữa. Thế không chụp nữa à? Sẽ không có buổi chụp ảnh cưới nào cả. Thế là hủy hôn à? Cảm ơn chị vì tất cả. Không giúp em mà được à? Suốt ngày khóc lóc than vãn, rồi lại tủi thân ấm ức, không chịu nổi với em ấy. Chị nên nhớ là chị không chỉ trả thù cho em gái của chị đâu, mà còn cho tất cả những cô gái đã bị Tuấn Khang lừa. Chị chính là anh hùng đã nói lên tiếng nói của nữ quyền đấy. Xàm quá. Thật tự hào khi có một người chị thông minh như vậy. Mở màn bằng vụ tung clip nhà Ngọc Linh, sau đó là màn hạ knock out bằng cú lừa lịch sử. Tuấn Khang sành sỏi như vậy mà cũng bị thòng dây vào mũi để kéo đi. Từng đầy tuổi rồi mà em còn ham hố cái trò trẻ con làm gì? Tại vì cái Vi nó cứ khóc lóc nhỏ nhẽo ấy. Mà em thì ghét nhất loại người lấy chuyện tình cảm ra để làm trò đùa với người khác, chả cần biết là cảm giác của người khác như thế nào. Nên là em vừa cho thằng Oát một vố đáng đời rồi. Nếu mà tôi nói rằng là tôi không lo liệu được nữa thì anh sẽ thế nào? Không lo liệu được hả? Ý của chị là sao? Ý là tôi mặc kệ, tôi bùng thì sao? Chị Trúc Lam nè, công ty của chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu, thậm chí là có thể hy sinh uy tín, danh dự của cá nhân, của cả tập thể công ty, chỉ để khách hàng hài lòng thôi. Nhưng nếu như khách hàng đó là người không biết điều á, thì công ty của chúng tôi cũng sẽ có cách phục vụ riêng á. Uy tín và danh dự á? Anh không đủ tư cách để nhắc tới hai từ đó.